chào mọi người. Hôm nay mình làm clip này để mình giới thiệu về cái một sản phẩm cơ khí như trình hình, đó là bạch đạn. Thì trong cái bài này nó sẽ gồm có 3 phần. Phần thứ nhất đó là về cái bạch đạn là gì, phần thứ hai đó là cái cấu tạo của nó, phần thứ ba đó là cái các loại bạch đạn thông dụng trên thị trường hiện nay ở Việt Nam. Thì đầu tiên là về cái phần thứ nhất là bạch đạn là gì, thì mình cũng giới thiệu bạn luôn, bạch đạn là cái này nè, mấy cái đống trên này gọi là bạch đạn nè. Thì người ta còn gọi nó gọi là ổ lăng, gọi nó là ổ bi, gọi nó là ổ đỡ, gọi nó là vòng bi. Thì chung quy tất cả những cái này á, nó đều mô tả chung một cái từ tiếng Anh, đó là bearing. Tùy vùng miền, tùy Nam Bắc Trung thì nó sẽ có những cái tên gọi khác nhau. Thì mỗi người ở mỗi miền thì chắc cũng biết ở đây cái này gọi là cái gì của miền mình. Tiếp theo là về cái phần cấu tạo của nó. Về cái phần cấu tạo á, thì nó sẽ gồm có bốn cái phần cơ bản trong tất cả các bạn. Là cái phần đầu tiên là vòng trong, vòng ngoài, vòng cách và vòng bi. Đó, nói nó là cái này là cái lòng trong nè, cái này là cái lòng ngoài nè, cái này là cái chỗ để mà vòng cách nè. Thì cái vòng cách này để đúng như cái tên gọi là nó cắt cái bi ra. Ở trong này là bi nè, trong này là viên bi nè. Đó. Thì cái vòng trong và vòng ngoài, thì cái vòng trong nó sẽ có cái rãnh nằm ở ngoài. Đây, đây là cái rãnh nó nằm ở ngoài đây. Đó. Vòng ngoài nó sẽ có rãnh nằm ở trong để cho cái viên bi nó lăn vô, nó lăn nằm trong cái rãnh này. Vòng cách cắt nó ra. Đó, cấu tạo khá đơn giản. À, cái vòng trong này nó sẽ lắp với cây trục, ngỗng trục hay là cây láp. Đó, láp ở miền Nam gọi là láp. Ở ngoài nó sẽ lắp với cái gói trục hay là vỏ máy, hay là thân máy, tùy theo cái loại máy mà nó lắp. Thường thì các bạc đạn này nó làm là nó thành phần mà đặc trưng chủ yếu nó là thép carbon và chứa một cái lượng chrome, mangan nhất định. Mình đi tiếp cái phần khá là quan trọng của nó là cái phần tên gọi. Thì cái tên gọi của cái thằng bạc đạn này nè, bạc đạn vòng bi này nè, nó được phụ thuộc cơ bản đa phần á, là nó sẽ phụ thuộc vào cái kích thước, cái cấu tạo của cái viên bi. Cái cấu tạo của viên bi này nó sẽ là cái tên của bạc đạn. Thì mình đi đầu tiên là về cái bi cầu hay là bi tròn hay là bạc đạn tròn. Thì cái bạc đạn tròn là một trong những bạc đạn mà phổ thông nhất trên thị trường. Thì theo thống kê là nó chiếm khoảng 70% cái số lượng trên thị trường, nó là cái loại này, nó là cái loại bạc đạn tròn này. Thì cái phần bi này, cái bạc đạn này mình giới thiệu với các bạn đầu tiên, đạn tròn. Thì đạn tròn thường nó sẽ có 3 loại. Thường cơ bản là nó là đạn tròn, nhưng mà thường nó sẽ chia làm 3 loại. Đấy, như trên hình các bạn thấy, thì cái loại này gọi là bạc đạn tròn trống. Có nghĩa là nó không có cái nắp này. Đây, nhìn thấy, đây là cái nắp, đây là cái nắp. Nắp, cái bích hay là cái phốt đều là nó đều mô tả chung đó. Và cái công dụng của thằng này nó làm là nó dành để nó chắn nước nè, nó chắn bụi nè. Đó. Nó bỏ lại để mà nó chắn, không cho cái bụi hay là nước nó bám vô trong cái viên bi ở trong, cái bạc đạn ở trong. Còn cái thằng này tại sao nó không có cái nắp chắn này? Lý do là tại vì nó nằm trong cái môi trường, nó hoạt động trong cái môi trường không có bụi, không có nước. Thường nó sẽ nằm trong hộp số nè, ở trong máy nè. Đó thì nó nằm trong cái môi trường nó sẽ là mỡ, nó sẽ là nhớt nè. Đó, thành ra nó trong đó nó không có bụi, nó không cần cái chi tiết đó. Nó còn một cái loại nó là giống như là cái BD vậy đó, nó bị BD vậy đó, giữa nó nằm giữa hai loại này. Đó là cái loại bạc đạn cũng là đạn tròn nhưng mà nó chỉ có một nắp. Đây, ví dụ như mình khử cái nắp này ra. Đó, cái này là cái bạc đạn mình khử cái nắp ra đây, thì trong này nó có mở bò nè. Đó, nó chỉ có một nắp một bên thôi. Một nắp một bên, còn lại nó trống. Có nghĩa là nó chỉ cần chắn nước, chắn bụi ở một bên thôi. Còn lại nó không cần. Đó, nó còn một cái loại gì? Đó là về bi tròn. Tiếp theo là về tới cái thằng bi bi con, vòng bi con. Vòng bi con này hay còn gọi là, hình như là chỉ gọi là bi con thôi, còn gọi bằng cái gì khác thì mình chưa biết, mình không nhớ. Thì thằng này là của cái ông Tim Ken người Mỹ, ông thiết kế cái cấu tạo này. Cái cấu tạo này nó cũng là gồm bốn phần cơ bản. Đây là vòng ngoài, đây là vòng trong, đây là vòng cách, và đây là viên bi. Viên bi nó hình con hay là hình nón đó, là nó đó. À, thì cái thằng beacon này là cái vòng ngoài và vòng trong tách rời ra được. Đây là cấu tạo nó tách rời ra được. Thì nó khác cái thằng đạn tròn ở chỗ là nó thằng này nó chịu lực rất là tốt. Bởi vì nó chịu lực cái trục dọc rất là tốt. Đây, như các bạn tưởng tượng là nó đè lực từ trên xuống dưới, thì thằng này nó sẽ không bị bể bi.
vì nó thiết kế kiểu này nên cái bi nó sẽ giảm cái lực nó chịu lại, nó rất là khó bể bi. Nhưng mà bù lại thì thằng này cái tốc độ quay nó không cao, thằng đạn tròn thì cái tốc độ quay nó khá là cao, nó khác nhau chỗ đó. Sau thằng đạn con này là tới thằng đạn đũa, thì mình không có cầm cái mẫu đạn đũa vậy đây, lấy đỡ cái thằng này nó cũng gần gần giống. Đạn đũa thì nó sẽ có các loại ký hiệu như là NU, NG, NN, NNU, NUB, NF, vân vân vân, thì nó gần như giống nhau. Thì cái đạn đũa này nó sử dụng cái công năng hình trụ, thì thật ra là nói là cái công năng hình trụ hay là cái bi trụ là nó, bởi vì nó giống như cái trụ vậy đó, nó và bi kim gần như giống nhau. Nhưng mà thằng này thì cái tiết diện giữa cái chiều dài và cái chiều dày của nó, cái độ dày của nó là nó nhỏ hơn, có nghĩa là thằng này nó cục mà thân nè, nó bự hơn, là nó không có dài như thằng bi kim. Bi kim nhìn giống cái kim hơn đó, thì gọi là bi đũa. Thì một số cái dòng bi đũa nó có cái gờ ngoài hoặc cái vòng ngoài hoặc cái vòng trong nó cũng tách rời được như này luôn, nó cũng tách rời được như bi con. Nó có một số loại vậy, một số loại nó cố định luôn. Thằng này nó cũng chịu tải trục dọc giống như bi con, nên thường cũng được sử dụng trong hộp số là nhiều. Thằng này là sử dụng trong hộp số là nhiều, đặc biệt là các mã như là NG, NG, NF, 214, 312 là những mã sử dụng thông dụng trong cái dòng máy D của nông nghiệp. Tiếp theo là về cái vòng bi cà na tan trống. Thì hôm nay mình không có cầm cái mẫu về, nhưng mà mình sẽ đưa cho các bạn coi cái hình để mình giới thiệu. Cái thằng đạn cà na này là của cái kỹ sư người Thụy Điển, là sáng lập cái công ty SKF thiết kế cái này. Thì đây cũng là một trong những cái mặt đạn mà nó làm thay đổi cái ngành công nghiệp luôn, bởi vì cái mặt đạn cà na này nó có cái đặc điểm của nó là nó chịu được cái sự không đồng trục. Khi mà cái trục mà nó gắn vô trong cái cốt thì cái mặt đạn ở trong nó quay, nó lắc, có nghĩa là cái vòng trong cái vòng ngoài nó sẽ không tách ra được nhau, nhưng mà nó chịu được cái độ nghiêng của cái trục, cái trục lắc đầu nó lắc theo đó. Thì thành ra là nó chịu được những cái ứng dụng đó. Thì nó trong một số ứng dụng như là máy đá nè, xây đá, xây sát nghiền đá rồi nè, thì nó giải quyết được rất là nhiều vấn đề, nó không có còn phải sử dụng, nó không phải phụ thuộc vào cái đạn tròn này nhiều. Đó là về cái đạn cà na. Thì cái ưu điểm của nó là nó chắc chắn, nó bền bỉ, cái độ tin cậy khá là cao, cái tuổi thọ làm việc của nó lớn hơn những đạn còn lại. Tiếp theo là về cái vòng bi trà, hay gọi là bạc đạn trà. Cái bạc đạn trà này thì trong cái tên cái tên gọi là tên khoa học của nó, thì nó gọi là cái vòng bi cầu chặn trục. Thì cái cấu tạo của nó là gồm là ba phần, ba miếng rời nhau, như trên hình các bạn cũng thấy là ba cái miếng nó tách rời ra được nhau. Thì cái bạc đạn trà thì nó chỉ được chịu tải theo cái trục dọc một hướng, là đặc biệt là nó chỉ có một hướng, và đặc biệt nó thằng này nó ứng dụng rất là nhiều trong cái xe đẩy. Cái xe đẩy mà các bạn xe kéo á, các bạn thấy mà nó ở trong các nhà xưởng, các kho bãi nè, các mã nó như là 51111 nè, 51112, 51110, rồi 51208, 51209, đó gọi là cái đạn trà. Thì cái đạn trà này nó là cái vòng cách đó, thực làm bằng thép, nó dập cho cái vòng bi chặn nhỏ và bằng đồng thau đúc nguyên khối cho cái vòng bi cầu chặn lớn. Tiếp theo nữa là về cái bạc đạn kim, như mình đang cầm trên tay đó là bạc đạn kim. Thì cái thằng đạn kim này thường nó có tiết diện rất là mỏng, tiết diện nghe cái chiều này nè, nó rất là mỏng đây, cái chiều này nè gọi là tiết diện. Thì cái viên bi, tại sao gọi là viên bi kim mà không gọi là viên bi đũa, thì thằng này đơn giản nó nhìn giống cái kim hơn thằng kia. Thằng kia thì nó nhìn giống cái đôi đũa, nó nhìn giống cái trụ hơn, bởi vì thằng này nó dài hơn, bi này bi dài hơn đó. Bi kim này nó chia làm hai loại, là một loại nó có cái áo ngoài và một loại nó không có cái áo nè. Cái này là không áo nè, cái này là có cái áo nè, cái áo ngoài nó bằng sắt nè, áo ngoài nó bằng thép nè. Cái tên gọi thằng đạn kim này nó thường nó chia ra làm hai phần, là cái phần mà tiền tố là HK, HN, UNN đó. Tiếp sau là cái phần hậu tố. Cái phần hậu tố đạn kim nó sẽ là chia ra là thêm hai phần nữa. Một đó là cái phần kích thước, đây là cái thông số, đây là thông số của thằng làm trong, vòng ngoài, độ dày vòng bi. Và tiếp theo đó là cái cấu tạo của cái vòng cách này, RS nó sẽ là nhựa nữa. Đó, còn này nó sẽ là không có áo ngoài. Kích thước của thằng này nó là K, tên của này nó là K. Ví dụ như bạn này nó tên là K30.5 x 50 x 17, hiệu THK. Và cuối cùng giới thiệu đến một các bạn cái loại bạc đạn nhìn lạ nhất. Cái này gọi là bạc đạn gói đỡ, hay là gói đỡ vòng bi, tất cả đều là nó. Thì nó sẽ làm hai phần, là một là cái phần bạc đạn y như nãy mình giới thiệu đó.
ở trong này nó là cái bạc đạn, ở ngoài nó là cái vòng gói đỡ, cái vòng gói của nó. Thì nó sẽ có rất là nhiều loại cái kích thước, cái cấu tạo của thằng ở ngoài, thì nó sẽ ký hiệu của thằng ở ngoài. Ví dụ như thằng này là B nè, đó, thằng là B205, có nghĩa là cái cấu tạo nó là hình chữ B và cái kích thước nó dành cho các bạn 205. Thì nó sẽ có những thằng T205, F205, FL205, C205 gì vân vân, rất là nhiều loại. Nhưng mà cơ bản nó sẽ là tách làm hai phần là cái ruột và cái vỏ. Trong cái ruột này nó sẽ có hai loại ruột, là cái ruột thằng UC, có nghĩa là cái lỗ này sẽ là lỗ thẳng. Tiếp theo nó là cái lỗ UK, là cái lỗ xéo, nó sẽ sử dụng cái măng sông nó bọc vào để cái nó bám chặt cái cốt. Đó, vậy thôi. Các bạn thì mình giới thiệu với các bạn về những cái cơ bản nhất của cây bạc đạn. Bây giờ cảm ơn các bạn đã xem tới cuối video này. Mình cũng hy vọng là các bạn có cần thắc mắc gì đó mà nếu mà mình biết được mình sẽ giải đáp cho các bạn. Các bạn cứ để lại bình luận ở phía dưới video. Thì cái kênh này mình mở ra này cũng hy vọng là chia sẻ kiến thức về cái ngành nghề của mình đang làm đến với mọi người. Và mọi người nếu mà có kiến thức gì mà mọi người biết và cần bổ sung thì mọi người lên đây, mọi người cùng với mình tìm hiểu. Mình cũng rất là mong muốn được mọi người chia sẻ. Rồi, cảm ơn mọi người.